Ủa cái này là mình đi rước dâu từ đâu đến đâu anh? Dạ, từ Sài Gòn về Bạc Liêu. Từ Sài Gòn về Bạc Liêu là sáng giờ mình xuống tới đây mình kẹt xe. Dạ đúng rồi. Chưa giờ chị. Trễ giờ. Trễ giờ đây. Trễ giờ làm lễ dưới. À. Khách có dưới. À, dự kiến là xuống Bạc Liêu mấy giờ? Dạ định là về khoảng 1 giờ mà giờ rất trễ. Không giờ trễ. Để cô bị ảnh hưởng gì không? Giờ bây giờ kẹt xe gì? Ảnh hưởng là thì khách hứa với lại giờ làm lễ ở nhà thôi. À. Chú rể, chú rể. À, anh tên gì, anh tên gì? Em tên Long. Cái gì Long ha? Phi Long. Phi Long. Phi Long. Phi Long. Phi Long. Kỳ Phi Long. Phi Long. Mình ngủ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. À, tôi xe gì hiện nay đang nằm đâu? Cái hả? Rồi xe ra đậu ở đây. Dạ. À. Mình rước nhau đi đâu anh? Dạ, đi Bạc Liêu. Dạ, Bạc Liêu ạ. Dự kiến là 1 giờ xuống cái đó đúng không? Làm lễ đúng không anh?